Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 8, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị trực tuyến tổng kết chỉ thị 16 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Lễ hội thanh trà được tổ chức để tôn vinh quảng bá hình ảnh của quả thanh trà Huế và vùng đất Thủy Biều đến với du khách gần xa. Công an thành phố Huế liên tiếp đánh sập nhiều đường dây cung cấp ma túy trên địa bàn, bắt giữ xử lý nhiều đối tượng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chỉ thị số 16 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Chủ trì hội nghị có ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ông Đỗ Ngọc An, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, chỉ thị 16 được ban hành nhấn mạnh mục tiêu bao trùm, đó là trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nhu cầu tiếp nhận lao động của các nước rất lớn, là cơ hội để đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả việc đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trên tinh thần đó, hội nghị nhằm đánh giá một cách toàn diện thực chất kết quả đạt được cùng những tồn tại hạn chế, từ đó đề ra những giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cả cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ này. Theo báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương, sau 10 năm thực hiện chỉ thị 16, thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam đã tăng hơn 2,5 lần với khoảng hơn 1 triệu lượt lao động ra nước ngoài làm việc, thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng một người một năm. Ước tính bình quân mỗi năm, số ngoại tệ được lao động gửi về nước khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, tăng tích lũy cải thiện đời sống người lao động và gia đình cũng như đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện như công tác chỉ đạo có nơi có lúc chưa được quan tâm đúng mức, việc sửa đổi bổ sung hệ thống pháp luật có thời điểm còn chậm, chưa đáp ứng thực tiễn, chất lượng đào tạo nghề vẫn còn thấp và đặc biệt ý thức chấp hành pháp luật của lao động còn hạn chế. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết tập trung vào một số nội dung như phân tích tình hình thực tế về lao động làm việc ở nước ngoài, công tác đào tạo chuyên môn tay nghề, tăng thu nhập cho người lao động, tình hình các thị trường trên thế giới, bảo hộ lao động làm việc ở nước ngoài. Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều ngày 25 tháng 8, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với tỉnh Savannakhet, Lào. Tiếp và làm việc với đoàn có tỉnh trưởng Savannakhet, Sắp Tị Phạm Phôn Vi Hẳn. Đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, Sắp Tị Phạm Phôn Vi Hẳn bày tỏ niềm vui và đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai tỉnh thời gian qua. Ngay cả trong thời điểm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hai địa phương vẫn duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp bằng nhiều hình thức linh hoạt và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhấn mạnh năm 2022 là năm đặc biệt, đánh dấu kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Lãnh đạo tỉnh Savannakhet mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đi vào chiều sâu, củng cố, vun đắp mối quan hệ sắt son, bền chặt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước Việt Nam-Lào nói chung, tỉnh Savannakhet với Thừa Thiên Huế nói riêng. Cảm ơn những tình cảm chân thành, nồng hậu mà chính quyền và nhân dân tỉnh Savannakhet dành cho Thừa Thiên Huế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu hoan nghênh những nội dung hợp tác phía tỉnh bạn đề xuất. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, bên cạnh phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, cần chú trọng một số lĩnh vực thế mạnh của hai bên như giáo dục, đào tạo, y tế, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa di sản. Với lợi thế cùng nằm trên hành lang kinh tế Đông Tây, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị hai bên sớm nghiên cứu đa dạng hóa cơ cấu mặt hàng xuất khẩu để tăng cơ hội xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế sang tỉnh bạn và ngược lại. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cũng bày tỏ tin tưởng với sự chỉ đạo sâu sắc của Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet, mối quan hệ hợp tác hữu nghị hai bên ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương. Nhân chuyến thăm và làm việc, tỉnh Thừa Thiên Huế dành tặng tỉnh Savannakhet 300 triệu đồng và tặng máy vi tính. Hội đàm cấp cao giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Savannakhet diễn ra trong buổi cả đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam Lào. Hội đàm mở ra cơ hội hợp tác giữa hai bên, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, lĩnh vực y tế, đồng thời
thúc đẩy đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại giữa hai tỉnh trong thời gian tới. Thành nhân đưa tin từ tỉnh Samvarnakhet, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Samvarnakhet, chiều cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Lê Trường Lưu dẫn đầu cũng đã đến thăm và làm việc tại Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại tỉnh Samvarnakhet. Tại buổi làm việc, ông Vũ Anh Dũng, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại tỉnh Samvarnakhet đã thông tin về tình hình người Việt Nam đang sinh sống làm ăn tại ba tỉnh Samvarnakhet, Bô Ly Khăm Say và Khăm Muộn, về một số thành tựu hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, trao đổi về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, trong đó có việc giải quyết một số vụ việc liên quan đến bà con Việt kiều gốc Thừa Thiên Huế đang làm ăn sinh sống tại ba tỉnh nói trên. Ghi nhận những thành tựu và đóng góp quan trọng của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Samvarnakhet trong vai trò là cầu nối xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác nhiều mặt, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước nói chung và hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Samvarnakhet nói riêng. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu mong muốn thời gian tới, Tổng lãnh sự cùng toàn thể cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, giúp Thừa Thiên Huế kết nối nhiều hơn nữa với các tỉnh của Lào, tạo nên mối giao lưu thân thiết giữa nhân dân các địa phương. Chính quyền địa phương cần bám sát thực tiễn để hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho người dân là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân thành phố Huế vào ngày 25 tháng 8. Buổi tiếp công dân được thực hiện theo hình thức trực tiếp, đồng thời kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã, nơi có công dân đến kiến nghị, đề xuất tại buổi tiếp công dân. Cùng tiếp còn có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Phan Phương và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân đã tiếp 8 lượt công dân tham gia. Các ý kiến, kiến nghị của công dân liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, an ninh trật tự xã hội, tranh chấp dân sự, thay đổi hình thức mua bán điện. Qua các ý kiến phản ánh, kiến nghị tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Phan Phương và đại diện các sở ngành địa phương đã trực tiếp trả lời, giải thích, hướng dẫn những nội dung kiểu này, kiến nghị, phản ánh của các công dân. Chủ tịch tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp với chính quyền địa phương liên quan xử lý, giải quyết theo thẩm quyền pháp luật quy định. Đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương cần bám sát thực tiễn để hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho người dân. Sáng nay, trường Du lịch Đại học Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học cho sinh viên hệ chính quy năm 2022. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, lãnh đạo Đại học Huế, các chuyên nghiệp du lịch Thừa Thiên Huế và miền Trung. Có 582 sinh viên của 6 ngành đào tạo gồm quản trị kinh doanh, kinh tế, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, du lịch, quản trị khách sạn được công nhận tốt nghiệp. Trong đó, sinh viên xếp loại xuất sắc chiếm tỷ lệ hơn 7%, loại giỏi gần 37%, loại khá 55,5%. Qua 4 năm đào tạo tại trường đại học, các tân cử nhân được trang bị những kiến thức chuyên ngành, năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, đoàn hội của nhà trường. Một số sinh viên tham gia các diễn đàn sinh viên toàn quốc đạt thứ hạng cao. Đây là khóa học diễn ra trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, nên việc học tập, thực hành và nghiên cứu của sinh viên gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, các sinh viên đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành khóa học đúng niên hạn. Đây sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cần thiết trong ngành du lịch, nhất là khi ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Ngay sau khi tốt nghiệp, đã có khoảng 70% sinh viên có việc làm tại các đơn vị chuyên nghiệp du lịch trong cả nước. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2022, Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị Toán học Miền Trung và Tây Nguyên lần thứ tư. Đây là diễn đàn lớn nhất của các nhà toán học và giáo dục toán học khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, được tổ chức 2 năm một lần nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất về các lĩnh vực khác nhau của toán học hiện đại. Dự hội nghị có gần 200 nhà khoa học, giảng viên đại học, giáo viên toán phổ thông trong nước và nước ngoài. Đây là dịp để các nhà nghiên cứu toán học và giáo dục toán học trình bày thảo luận, giao lưu kết nối, tạo động lực phát triển nghiên cứu và giảng dạy toán học trong khu vực. Trong 2 ngày hội nghị có tổng cộng 5 báo cáo phiên toàn thể của 5 nhà nghiên cứu của miền Trung và Tây Nguyên có những kết quả nghiên cứu xuất sắc gần đây. Các báo cáo toàn thể tập trung vào những bài toán lớn và những kết quả đạt được mới nhất trong các lĩnh vực như đại số giao hoán, hình học đại số, phương trình vi phân và phương trình đào hàm riêng, giáo dục toán học. Hội nghị lần này khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng các nhà nghiên cứu và giảng dạy toán học của Thừa Thiên Huế nói riêng và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung. Kết quả của hội nghị đóng góp vào việc nâng cao chất lượng nghiên cứu giảng dạy, ứng dụng và phổ biến toán học của khu vực miền Trung Tây Nguyên và cả nước. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, khóa 7 để thảo luận cho ý kiến đối với các tờ trình và thông qua các nghị quyết quan trọng.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện trình bày các tờ trình, trong đó tờ trình đoạn quy hoạch phân khu trung tâm đô thị mới Phong An, đoạn quy hoạch phân khu khu vực Phong Hiền và đoạn quy hoạch phân khu khu vực Điền Lộc, Điền Hòa có tỷ lệ 1/2000, định hướng thành lập phường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình điện chiếu sáng, vỉa hè, thoát nước đường tỉnh lộ 6. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện về các tờ trình. Trên cơ sở các tờ trình và các báo cáo thẩm tra, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền đã xem xét cho ý kiến vào thảo luận thống nhất cao, đồng thời biểu quyết thông qua các nghị quyết. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Văn Vui, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tập trung thảo luận, góp phần góp ý kiến vào các nội dung của kỳ họp. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này là các nội dung quan trọng, góp phần định hướng và làm cơ sở tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã. Cũng trong sáng nay, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến luật cảnh sát cơ động, luật điện ảnh sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày về luật cảnh sát cơ động, luật điện ảnh và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Theo đó, luật cảnh sát cơ động gồm 5 chương 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của cảnh sát cơ động, đảm bảo điều kiện hoạt động, chế độ chính sách đối với cảnh sát cơ động, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật điện ảnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 sẽ khắc phục những vướng mắc trong công tác quản lý và ảnh hưởng tới sự phát triển hội nhập của điện ảnh Việt Nam, đồng thời phục vụ tổ yêu cầu về sự tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo quyền sáng tạo, hưởng thụ giá trị văn hóa nghệ thuật của người dân và cộng đồng. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ sẽ sửa đổi bổ sung 88 điều hiện hành, bổ sung 14 điều mới và bãi bỏ 2 điều, qua đó đáp ứng yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, góp phần đổi mới sáng tạo, đảm bảo hành lang pháp lý đầy đủ và hiệu quả đối với việc bảo hộ, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Thưa quý vị và các bạn, than trà thủy biều là đặc sản nổi tiếng ở Huế đã hàng trăm năm nay. Hàng năm, chính quyền địa phương và bà con nông dân tổ chức lễ hội than trà để tôn vinh quảng bá hình ảnh quả than trà và vùng đất thủy biều đến với du khách gần xa. Năm nay, lễ hội sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9. Công tác chuẩn bị cho lễ hội đã sẵn sàng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Chỉ còn hơn một tuần nữa là diễn ra lễ hội than trà Huế lần thứ 7 năm 2022. Hiện nay, cùng với hoạt động quảng bá được đẩy mạnh truyền thông trên các trục đường thành phố Huế, các nhà vườn còn tất bật chuẩn bị, áp dụng nhiều giải pháp che chắn, hạn chế tác động thời tiết, nâng cao chất lượng sản phẩm than trà để giới thiệu đến với người tiêu dùng. Từ khi đầu năm thì dự tính của có tổ chức thì lễ hội than trà, thì qua tháng 3 thì gia đình đã chuẩn bị rồi. Thứ nhất là để bảo vệ cái mẫu mạ giá trị thì cái sự chăm sóc thì mình phải cần đầu tư hơn. Quy mô lễ hội than trà Huế năm nay được mở rộng ở phạm vi toàn tỉnh. Ngoài quảng bá giới thiệu đặc sản than trà thủy biều, còn có cả hoạt động văn hóa thể thao, trò chơi dân gian, hội thi trải ngon than trà, tọa đàm về bảo tồn, trồng, chăm sóc cây than trà, có sự tương tác của người dân và cộng đồng. Đặc biệt, điểm nhấn của lễ hội than trà năm nay là đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Dự kiến có khoảng 70 gian hàng, trong đó có 21 gian hàng giới thiệu sản phẩm than trà, còn lại là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, không gian ẩm thực Huế. Địa điểm và không gian tổ chức lễ hội năm nay cũng được thay đổi và chuyển đến 540 Bùi Thị Xuân, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi. Than trà thủy biều nói riêng và than trà Huế nói chung thì đã nổi tiếng rất là lâu. Tuy nhiên công tác quảng bá và các thương mại thì nó vẫn đang còn ở mức sơ khai. Thì chúng tôi mong muốn qua tổ chức lễ hội, đây là lần thứ 7, để quảng bá thêm cho cái thương hiệu than trà được nhiều người tiêu dùng biết đến. Và qua đó thì người dân sẽ biết cách chăm sóc và thương mại về than trà, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích để làm sao cái quả than trà nó phải là một cái sản phẩm kinh tế chủ lực của địa phương và nó mang đậm dấu ấn văn hóa của Huế.
Sau 6 kỳ tổ chức lễ hội Thanh trà Huế, sản phẩm thanh trà sau khi được công nhận thương hiệu, giá thành ngày càng được nâng cao, chất lượng sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng hơn, lượt người tham gia lễ hội hàng năm không ngừng tăng cao. Đây là yếu tố giúp cho bà con rất nhiều trong việc phát triển cây đặc sản của địa phương. Cây thanh trà thì cây nông nghiệp chủ yếu và kinh tế chủ lực của nền nông nghiệp của địa phương. Cho nên là chúng tôi vẫn đang quan tâm rất là nhiều, vận động bà con về quy trình chăm sóc đúng tiêu chuẩn và hướng đến là xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Và đặc biệt trong thời gian này thì chúng tôi đang có một doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Phát sẽ về đầu tư và cùng với bà con để nâng cao chất lượng sản phẩm thanh trà. Hy vọng là nâng giá thanh trà cao hơn hiện nay rất nhiều. Để tận dụng lợi thế của nhà vườn, một số hộ gia đình tại Thủy Biều còn đưa vào khai thác các tour du lịch sinh thái nhà vườn nhằm giới thiệu đến du khách nét đẹp cổ kính và đặc trưng của nhà vườn xứ Huế. Hòa chung không khí của những ngày lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9 năm 2022, du khách còn được thưởng thức các món ăn từ quả thanh trà qua sự chế biến của các chuyên gia ẩm thực. Hội thi ẩm thực món ngon thanh trà, triển lãm ảnh với chủ đề biến đổi khí hậu, v.v. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký quyết định số 1989 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, học sinh trên địa bàn tỉnh từ trường vào ngày 29 tháng 8 năm 2022. Riêng đối với lớp 1, lớp 6 và lớp 10, từ trường vào ngày 25 tháng 8 năm 2022, tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 2022, bắt đầu giảng dạy từ ngày 6 tháng 9. Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 cũng nêu rõ. Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 phải đảm bảo số tuần thực học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học, học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần. Đối với giáo dục thường xuyên, thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông, trong đó đối với các lớp 8, 9 cấp trung học cơ sở và lớp 11, 12 cấp trung học phổ thông có 32 tuần thực học, mỗi học kỳ có 16 tuần. Đối với các lớp 6, lớp 7 cấp trung học cơ sở và lớp 10 cấp trung học phổ thông có 35 tuần thực học, học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 2017 phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại, không thuộc hỗ trợ chính thức phi dự án tu bổ mái Khải Tường Lâu Cung An Đình Huế do Bộ Văn hóa Chính phủ Pháp thông qua văn phòng UNESCO tại Hà Nội tài trợ hơn 843 triệu đồng. Dự án nhằm nâng cao diện mạo khang trang sạch đẹp của công trình, trả lại vẻ đẹp vốn có của tòa lâu đài và phát huy giá trị tổng thể di tích Cung An Đình, tạo điểm nhấn tham quan du lịch, kết nối với các điểm tham quan khác thuộc quần thể di tích cố đô Huế, đồng thời góp phần phục vụ rộng rãi cho cộng đồng địa phương, khách tham quan quốc tế, nhà nghiên cứu, sinh viên, học sinh đến tham quan, nghiên cứu, học tập. Khải Tường Lâu Cung An Đình cũng là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa Festival Huế, giao lưu văn hóa nghệ thuật hàng năm của tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó sẽ xử lý triệt để thẩm dột mái xuống công trình và hạn chế nguy cơ gây hư hỏng các bộ phận khác của công trình. Sáng nay, trong khuôn khổ Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế lần thứ 10 năm nay, Bệnh viện Trung ương Huế và Trường Đại học Y Dược Huế tiếp tục tổ chức khóa tập huấn điều trị ung thư da chuyên khoa. Nội dung tập huấn gồm những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư thường gặp, ung thư gan, ung thư vú, phụ khoa, ung thư phổi và một số bệnh ung thư khác, chia sẻ kinh nghiệm trong các dự án hợp tác phát triển ung thư nhi và chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư. Điều trị chăm sóc bệnh nhân ung thư theo cách tiếp cận đa chuyên khoa là xu hướng hiện đại nhằm cải thiện, tăng cường hiệu quả và chất lượng chăm sóc và điều trị. Theo các bác sĩ chuyên khoa, việc xác định mục tiêu điều trị, xây dựng kế hoạch, hội chẩn đa chuyên khoa, chọn lựa phác đồ chuẩn cũng như những vấn đề tâm lý xã hội tinh thần của một bệnh nhân ung thư vô cùng quan trọng, nên cần có sự tham gia của nhiều chuyên gia ở từng lĩnh vực liên quan. Sự phù hợp đồng bộ hiệu quả của các chuyên gia sẽ góp phần điều trị bệnh nhân ung thư đạt hiệu quả và chất lượng cao hơn.
từ kết quả của các khóa tập huấn và sự nỗ lực của hệ thống y tế, các trung tâm, bệnh viện chuyên khoa ung thư trên cả nước đã đạt được sự đồng thuận nhiều hơn trong tiếp cận bệnh nhân một cách toàn diện. Công tác chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân đạt hiệu quả và chất lượng cao hơn. Sáng ngày 25 tháng 8, Hội ung thư tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 để thống nhất thông qua điều lệ phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ qua, Hội ung thư tỉnh đã phát triển thêm 134 hội viên mới, nâng tổng số hội viên chính thức là 211 hội viên. Hầu hết các hội viên tham gia đều là những người có trình độ chuyên môn tốt, nhiều tâm huyết với lĩnh vực ung thư và đang công tác trong các cơ sở y tế uy tín trên địa bàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ, Hội ung thư tỉnh tập trung thực hiện các hoạt động chuyên môn về phòng chống ung thư như tổ chức tư vấn, sàng lọc, chăm sóc và chữa trị cho các bệnh nhân ung thư. Hội đã triển khai thực hiện thành công các kỹ thuật điều trị ung thư mới về xạ trị, phẫu thuật, hóa trị. Hội đã phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế và Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức thành công hàng năm hội nghị phòng chống ung thư toàn quốc thường niên tại Huế. Hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của hội, phát triển mạng lưới hội viên, tập trung triển khai hiệu quả các chương trình, dự án về phòng chống ung thư. Hội sẽ phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế và các cơ sở y tế tổ chức sàng lọc phát hiện sớm ung thư trong cộng đồng và đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về các yếu tố nguy cơ gây bệnh và tăng cường phối hợp và triển khai các hoạt động phòng chống theo chỉ đạo của Hội ung thư Việt Nam. Đại hội đã bầu ban chấp hành, ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025. Giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội ung thư Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, các đối tượng đã thực hiện mua bán ma túy bằng hình thức chuyển khoản và chỉ điểm nhận hàng, lợi dụng chuyển phát nhanh hoặc gửi hàng bằng xe khách, lôi kéo thanh thiếu niên làm chân rết, làm shipper nhằm không bị lộ diện, ẩn nấp tại các khu vực chung cư, nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, quán bar nhằm qua mắt lực lượng công an. Mặc dù vậy, thời gian vừa qua, Công an thành phố Huế liên tiếp đánh sập nhiều đường dây cung cấp ma túy trên địa bàn, bắt xử lý nhiều đối tượng. Mới đây nhất, vào lúc 0:30 ngày 2 tháng 8 năm 2022, trước địa chỉ số 1 đường Hà Huy Tập, phường Xuân Phú, thành phố Huế, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Huế bắt quả tang Hồ Việt Hiệp, sinh năm 2004, trú tại Quảng Vinh, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, đang tàng trữ trên người 5 viên nén và một gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng. Điều tra mở rộng, lực lượng công an tiếp tục phát hiện Hiệp cất giấu trong phòng khách sạn của Hiệp đang lưu trú tại phường Vĩ Dạ 10 viên nén và 5 gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng. 2 viên nén và 5 gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng tại một gốc cây trên đường Lâm Hoàng, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. Tổng khối lượng tang vật cơ quan công an thu giữ là 31,538 gram. Hiệp khai nhận số tang vật trên là ma túy. Tiếp tục mở rộng án, Công an thành phố Huế bắt khẩn cấp đối với Hồ Ngọc Chỉ Công, trú tại Quảng Vinh, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, là mắt xích cung cấp ma túy cho Hiệp. Đồng thời bắt khẩn cấp đối với Mai Quốc Thành, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm trú tại phòng 402 CT2, khu chung cư Araya, thu giữ 231 viên nén, 9 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng và 3 gói tinh thể rắn màu trắng gói trong tờ tiền. Tổng khối lượng tang vật thu giữ tại phòng của Thành là 259,293 gram. Thành khai nhận số tang vật trên là ma túy. Thành mua với số tiền 80 triệu đồng nhằm mục đích bán cho các đối tượng sử dụng ma túy tại quán bar trên địa bàn. 12 giờ, cô đang phát rồi thì đang có việc ắt thì chạy ngang đường Hà Huy Tập thì bị công an phát hiện. Điểm thu giữ 5 viên kẹo và 1 viên khay. Số lượng ma túy là người từ tên Hiệp và người đó giao cho tôi là từ 8 giờ đến lúc 3 giờ ngày 2 tháng 8, cục an qua kiểm tra phát hiện và thu giữ số tang vật trên. Trước đó tại nhà xe CT1 chung cư Araya, Công an thành phố Huế phá chuyên án bắt giữ Đặng Đại Bình, sinh năm 2001, trú tại phòng 11 khu B chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, thành phố Huế, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trên người Bình 2 túi ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng và 6 viên nén, tổng khối lượng 8,454 gram. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bình, Công an thành phố Huế thu giữ thêm 22 viên nén, một gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng, một gói tinh bột màu trắng, có tổng khối lượng 15,593 gram. Bình khai nhận tất cả số tang vật trên là ma túy.
Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế bắt giữ thêm Nguyễn Việt Lâm, hộ khẩu thường trú tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Lâm khai nhận trước đó mua ma túy từ một người ở Đông Hà, Quảng Trị với số tiền 37 triệu đồng rồi đưa vào Huế nhằm mục đích bán kiếm lời. Sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chỉ huy công an thành phố thì lực lượng cảnh sát ma túy ngay từ đầu năm đã xây dựng các kế hoạch cụ thể cũng như các kế hoạch là tổng quát để triển khai các biện pháp đồng loạt tấn công, trấn áp của loại tội phạm ma túy. Lực lượng cảnh sát ma túy tiếp tục chủ động công tác nắm tình hình, áp dụng có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ công an, thực hiện thành công công tác ra soát, phát hiện các tụ điểm chứa chấp sử dụng ma túy, các đường dây, các tổ chức, các đối tượng mua bán ma túy. Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an thành phố Huế phá thành công 3 chuyên án, khởi tố 72 vụ, 124 đối tượng, thu giữ tang vật gần 300 gram ma túy MDMA, 130 gram methamphetamine, hơn 400 gram ketamin, 4 gram heroin, 59 gram cần sa. Xử lý hành chính 38 việc với 130 đối tượng tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, phạt tiền 128 triệu đồng. Công an thành phố Huế đang tiếp tục xây dựng nhiều phương án kế hoạch chuyển hóa một số địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn về ma túy, tổ chức lực lượng ra quân tấn công trấn áp mạnh tội phạm ma túy với mục tiêu thực hiện tốt nghị quyết 06 của thành ủy về tăng cường các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.